Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thị trường ngày 6 tháng 5 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại tại các cửa khẩu tỉnh Tây Ninh được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 106 vụ, 92 đối tượng, tăng vật vi phạm trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Các loại hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá điếu, đường cát, mỹ phẩm. Lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính tổng cộng 95 vụ, nộp ngân sách trên 915 triệu đồng.